Cuối tháng 12 năm 2018, Kỳ Duyên và Minh Triệu vướng nghi vấn yêu đương đồng giới sau loạt ảnh thân thiết. Cả hai được coi là cặp đôi mới trong làng giải trí, dù đã lên tiếng bác bỏ. Thời gian gần đây, Kỳ Duyên thường xuyên xuất hiện thân thiết bên siêu mẫu Minh Triệu, từ sự kiện đến đời sống thường ngày. Ngày Valentine trắng 14 tháng 3, Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ đăng tải ảnh chụp cùng siêu mẫu Minh Triệu. Đây không phải là lần đầu tiên hai người đẹp showbiz Việt thể hiện tình cảm cùng nhau. Những hình ảnh cho thấy sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cả hai đều lên đồ ăn ý, check-in cùng một địa điểm. Họ cũng thường xuyên đi chơi và thể hiện tình cảm với nhau, khiến nhiều người không thể không đặt nghi vấn. Tuy nhiên, đây chỉ là đồn đoán, vì nhiều người cho rằng chuyện bạn thân diện đồ đôi, đi du lịch hay dành cho nhau những cử chỉ thân mật là chuyện bình thường. Khoảng giữa năm 2018, MC Đặng Quỳnh Chi bị đồn yêu đương đồng giới nữ đồng nghiệp của mình là MC Thùy Dung. Theo đó, cả hai lúc nào cũng dính nhau như Sam, mỗi khi đi chơi cùng bạn bè đã làm dấy lên nghi vấn này. Cả hai liên tục phủ nhận tin đồn, thế nhưng vẫn thường xuyên kết hợp chụp những bộ ảnh chung tình cảm. MC Quỳnh Chi không phủ nhận, Thùy Dung là một người có ý nghĩa rất quan trọng đối với mình hơn cả người yêu, giúp cô chia sẻ mọi chuyện, bên cạnh cô lúc yếu đuối và mất phương hướng. MC Quỳnh Chi chia sẻ, tôi cũng giữ mọi thứ đúng giới hạn, không có gì là quá đà, những tình cảm đó là những điều tôi nên giữ gìn và không có gì đáng xấu hổ. Trước khi cạch mặt nhau, Gil Lê Chi Bu từng có thời dính lấy với nhau như hình với bóng. Cặp đôi cũng dính nghi án tình yêu đồng giới, nhưng người trong cuộc vẫn luôn một mực phủ nhận. Cả hai thường xuyên đi du lịch, diện đồ đôi và có nhiều cử chỉ tình cảm, khiến nhiều người ghen tị và đặt câu hỏi về mối quan hệ này. Khoảng đầu năm 2018, cặp đôi dính tin đồn, đường ai nấy đi. Sau 5 năm bên nhau, thông tin khiến nhiều fan cảm thấy nuối tiếc, vì dù có yêu đồng giới hay không, chỉ là cả hai vẫn là cặp đôi đẹp và được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự quan tâm và tình cảm chân thật dành cho nhau. Thời gian gần đây, một cặp đôi nữ khác trong showbiz Việt dính tin đồn yêu đồng giới là MC Vũ Thu Hoài và diễn viên Phanh Ly. Cũng như nhiều cặp đôi khác, cả hai thường xuyên đi chơi và chia sẻ những bức ảnh chụp chung tình cảm. Lên tiếng về tin đồn này, Phanh Ly cho hay họ có nhiều sở thích chung, đặc biệt là cùng yêu nghệ thuật. Cả hai đã chơi với nhau được 4 năm và bị ảnh hưởng nhiều nét tính cách của nhau. Tuy nhiên, cô phủ nhận tin đồn cả hai yêu đồng giới